đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vàng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phần tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Tường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo đại nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, xin bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy chúng quý thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ chỉ nương oai lực Phật, vân tập về nơi Pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đà La Ni và phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bốn sử thứ 26-27. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, chủ thế xa bà được giải lâu, để hoằng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát.
chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Chỉ tâm đảnh lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Phẩm vi diệu rất sâu vô thượng ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sau muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lồ dịn nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưới sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đà La Ni thứ 26 lúc bấy giờ Ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng Thế Tôn nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nay tỏ chỉ được kinh pháp hoa này hoặc đọc tụng thông lẽ hoặc biên chép kinh quyển đẳng bao nhiêu phương đứng Phật báo Ngài Dược Vương nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân cúng dường 840 ức na do tha hằng xa căng đứng Phật ý ông
không nghĩ sao người đó đằng phương đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều Phật nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ chỉ nhận đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa. Đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều lung đó, Ngài Dược Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa Chú Đà La Ni để giữ gìn đó. Liền nói chú rằng: An nhĩ mạn nhĩ ma nê ma nê chi lê già lê đê sa mê sa lý đa vĩ chiên đê mục đa lý ta lý a vĩ ta lý tăng lý ta lý xoa rề a xoa rề a kỳ nhị chiên đê sa lý đà la ni a lư già bà ta kỳ đá tỳ xoa nhị lê tỳ thế a tiền đa la nê lý thế a đàn đá ba lê tâu địa âu cứu lệ mâu cứu lệ a la lê ba la lê thủ ca sai a tam ma tam lý phật đà tỳ kiến lời điệt đế đạt ma ba lời sai đế tăng già niết cù sa nế bà xá thâu địa mạn đá lá mạn đá lá xoa già đá bưu lâu đá bưu lâu đá kiêu xa lược ác xoa lá ác xoa giá đa giá a bà lư a ma nhã na đa giá thế tôn thần chú đà la ni này là của 62 ức hằng ngà xa căng đức phật nói nếu có người xâm hủy vì pháp sư này thời là xâm hủy căng đứng phần rồi lung đó đứng Thích Ca Mâu Ni phần khen Dược Vương Bồ Tát rằng: ấy tay Dược Vương ngóng thương xót muôn ủng ngộ vì pháp sư đó nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sinh. Lung bấy giờ Ngài Rồng Thi Bồ Tát bạch phần rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đồng tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni, nếu vì pháp sư đó đằng chú Đà La Ni này hoặc Giá Xoa La Sát hoặc Phú Đơn Na hoặc Kiết Gia hoặc Cứu Bán Trà hoặc Ngã Quý vân vân dinh tìm chỗ dở của pháp sư không thể đăng tiền lời liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Toa Lệ Ma Ha Toa Lệ Úc Chỉ Mùng Chỉ A Lê A La Bà Đệ Niết Nệ Đệ Niết Lệ Đa Bà Đệ Y Chí Ni Vi Chí Ni Chí Chí Ni Niết Nệ Chỉ Ni Niết Lệ Chỉ Bà Đệ. Thế Tôn thân chú Đà La Ni này của hằng hà sa các đức Phật nói cùng đều tùy hỷ nếu có người xâm hủy vị pháp sư này thời là xâm hủy các đức Phật đó rồi. Bây giờ Tỳ Xá Môn Thiên Vương vị trời hộ đời bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thượng tưởng chúng sinh ủng hộ vì pháp sư đó mà nói Đà La Ni này, liền nói chú rằng: A Lê Na Lê Nâu Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý. Thế Tôn dùng thần chú này ủng hộ pháp sư, con cũng từ phải ủng hộ người trì kinh này làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai hoạn. Bấy giờ chỉ Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn nức na do ta chúng cảm thán bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật chấp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng: A Già Nê Cú Lợi Can Đà Lợi Chiến Đà Lợi Ma Đăng Kỳ Thường Cầu Lợi Phụ Lầu Ta Ni Ác Đế. Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ứng căng đức Phật nói nếu có người xâm hủy vì pháp sư
này thời là xâm huy cang đứng phần đó rồi. Bây giờ có những la sát nữ, một tên Lam Bà, hai tên Thì Lam Bà, ba tên Khúc Sĩ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Nắc Sĩ, sáu tên Đa Phát, bảy tên Bố Yểm Tung, tám tên Chỉ Anh Lạc, chín tên Cao Đế, mười tên Đoạt Nhẫn Thiết, chúng sanh tinh khí. Mười vị la sát nữ đó cùng với quỷ tử, mẫu con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật đồng tiếng bành phấn rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh pháp Hoa, trừ sự khổ hoàn cho người đó. Nếu có kẻ dình tìm chỗ giờ của pháp sư, thời làm cho chẳng đáng tiện lời niền ở trước Phật mà nói chú rằng: Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, a đề lý, y đề ni nê ni lê ni nê lý nê lý nê lý. Lâu hê lâu hê lâu hê lâu hê đa hê đa hê đa hê đâu hê nâu hê thả trèo lên đầu chúng con chớ đừng nào hại pháp sư hoặc giả xoa hoặc la sát hoặc ngã quỷ hoặc phú đơn na hoặc kiến gia hoặc Tỳ Đà Na hoặc Kiến Đà hoặc Ô Ma Lạc Đà hoặc A Bạt Ma La hoặc Giả Xoa Kiết Giá hoặc Nhân Kiết Giá hoặc Quý Lam Bình Nóng hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc đến bảy ngày hoặc Lam Bình Nóng luôn hoặc hình trai hoặc hình gái hoặc hình đồng nam hoặc hình đồng nữ nhân đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại niền ở nơi trước Phật mà nói kể rằng: Nếu chẳng tuân chú ta nao loạn người nói pháp đầu vợ làm bảy phần như nhánh cây a lê, như tội giết cha mẹ cũng như hòa ép dầu cân lượng khi dối người tôi điều đạt phá tăng, kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắc họa như thế. Nhưng là sát nữ nói kể đó rồi bạch phần rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người người thọ chỉ đồng tụng tu hành kinh này làm cho đăng an non lìa các sự khổ hoàn tiêu các thuốc độc Phật bảo các la sát nữ hay tay các người chỉ có thể ủng hộ người thọ chỉ tên kinh pháp Hoa phước chẳng thể lường được rồi. Uống là ủng hộ người thọ chỉ toàn bộ cúng dường quyến kinh hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt phan lòng ký nhạc thăm các thứ đèn đèn nến đèn dầu các thứ đèn dầu tâm đèn dầu bông tố ma na đèn dầu bông chim bắc đèn dầu bông ba sư ca đèn dầu bông yêu bát la nghìn trăm thứ cúng dường như thế. Cao Đế các ngươi cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà Na Ni này có 68.000 người đáng vô sinh pháp Ma Nhẫn kinh diệu pháp liên hoa phẩm diệu trang nghiêm vương bổn sự thứ 27. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp có đức Phật nhiều là vân lỗi âm tú vương hoa trí Như Lai ưng cúng chân biến trì nước đó tên Quang Minh trang nghiêm kiếm tên Hỷ Kiến trong pháp hội của phần đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm phu nhân của vua tên là Tĩnh Đức có hai người con một tên Tịnh Tạng hai tên Tịnh Nhãn hai người con đó có sức thần thông lớn phước đức trí huệ từ lâu tu tập đạo hành của Bồ Tát những là thi ba la mật giới ba la mật nhẫn nhục ba la mật tinh tấn ba la mật thiền định ba la mật trí huệ ba la mật phương tiện ba la mật từ bi hỷ xả nhân đến 37 phẩm trở đạo pháp thấy đều danh rẽ xuân thâu lại đằng các môn
môn tam muội của Bồ Tát Nhật Tinh Tú tam muội tình quang tam muội tình sắc tam muội tình chiếu minh tam muội trường trang nghiêm tam muội đại oai đức tạng tam muội ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt lung đó đức phần kia vì muốn dẫn dắt vua diệu trang nghiêm cùng thương tướng hàng chúng sanh nên nói kinh pháp này bây giờ tình tạng tình nhãn hai người con đến chỗ của mẹ chắp tay thưa mẹ rằng mong mẹ đến nơi cho đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Chi chúng con cùng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lạy. Vì sao? Vì đứng phần đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp Hoa nên phải nghe và tin nhận. Mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoài đạo rất ham Pháp Bà La Môn cáng con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi tình tạng tình nhãn chấp tay thưa mẹ chúng con là Pháp Vương Tử mà lại sanh vào nhà tà kiến nay mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con mà vì đó hiến phép thần tông biên hóa nếu cha con đặng thấy lòng áp thanh tình hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật lúc ấy hai người con tướng cha nên bay lên hư không cao bằng bảy cây đá la hiền các món thần biên ở trong hư không đi đứng ngồi nằm trên thân ra nước dưới thân ra lửa dưới thân ra nước trên thân ra lửa hoặc hiền thân lớn đầy trong ngư không rồi lại hiền nhỏ nhỏ lại hiền lớn ở trong ngư không ẩn mân bỗng nhiên hiện trên đất vào đất như vào nước đi trên nước như đi trên đất hiện các món thần biến như thế làm cho vua cha lòng thanh tình tin hiểu bây giờ cha thấy con có sức thần như thế lòng rất vui mừng đặng chưa từng có chấp tay hướng về phía con mà nói rằng thầy các con là ai, con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng Đại Vương Đức Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phật kia nay đương ngồi trên Pháp Tòa dưới cây Bồ Đề bằng bảy báu ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa đó là thầy chúng con là đệ tử. Cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con nên cùng nhau đồng đi khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng Phụ Vương nay đã tin hiểu có thể khám phát được tâm vô thượng chính đẳng chính giác chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo lúc đó hai người con muốn tiên lai mình nói kệ thưa mẹ mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn các Phật rất có gặp chúng con theo Phật học như hóa ưu đàm bát gặp Phật lại khó hơn khỏi các nạn cũng có mong cho con xuất gia mẹ liền báo con rằng cho các con xuất gia vì sao vì Phật khó gặp vậy bấy giờ hai người con thưa cha mẹ rằng lành thay cha mẹ xin liền qua đến chỗ Đức Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phật để gần gũi cúng dường vì sao vì Phật có gặp đặng như hoa linh thoại lại như rùa một mắt gặp bóng cây nói mà chúng ta do phước đời trước sau dày sanh đời này gặp Phật Pháp xin cha mẹ nên cho chúng con đặng xuất gia vì sao vì cáng đứng phần khó gặp được thời kỳ gặp Phật cũng khó có lúc đó nơi hầu cung của vua diệu trang nghiêm có tam muôn bốn nghìn người thấy đều có thể khám thọ chỉ kinh Pháp Hoa này tính nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa tam muội tính tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn nức kiếp thông đạt môn lý chư ác tu tam muội vì muốn làm cho tất cả chúng sinh lìa các đường dữ vậy phu nhân của vua đặng môn chư Phật tập
tam muội hay biến đằng táng pháp bí mật của các đương phần. Hai người con dùng xứng phương tiện khéo hóa độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến phần pháp. Bây giờ vua diệu trang nghiêm cùng chung với quân thần quyến thuộc tình đức phu nhân, cùng chung với thế nữ quyến thuộc nơi âu cung. Hai người con của vua cùng chung với bốn muôn hai nghìn người đồng một lúc đi qua chỗ phần, đến rồi đầu mặt lấy chân phần, đi quanh phần ba vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó đức Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích, vui mừng vua rất vui đẹp. Bấy giờ vua diệu trang nghiêm cùng phu nhân mơ chuối chân châu giá trị trăm nghìn đeo nơi cổ, để dài trên đức Phật chuối đo ở giữa không, hóa thành đài bao bốn chủ trong đài có giường bao lớn. Trải trăm nghìn muôn thiên y trên đó có đứng phần ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Lúc đó vua diệu trang nghiêm nghĩ rằng thân vật tốn đẹp riêng là in có thành tựu sáng thân vi diệu thư nhân. Bấy giờ đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Vật báo bốn chúng rằng: các người thấy vua diệu trang nghiêm chắp tay đứng trước ta, đó chăng vì vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xiên dòng tu tập các môn trợ Phật đạo pháp sẽ đặng làm Phật. Hiểu ta là Thọ Vương nướng tên Đại Quang Kiếm tên Đại Cao Vương, đức ta là Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thánh văn, nước đó bằng thắng công đức như thế. Vua diệu trang nghiêm liền đem nước giao cho em rồi cùng phu nhân hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hành. Vua xuất gia rồi trong tam muôn bốn nghìn năm thường riêng tinh tấn tu hành kinh diệu pháp liên hoa. Qua sau lúc đây đảng môn nhất thiết tình công đức trang nghiêm tam muội liền bay lên nữ không cao bảy cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sử dụng sức thần thông biến hóa xây tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp. Được thấy Thế Tôn, hai người con này là thiện tri thứng của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con. Lúc đó đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Chí Phần báo vua diệu trang nghiêm rằng: đúng thế như lời ông nói, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trong cõi lành thời đời đời đặng gặp thiện trí thức, vì thiện trí thức ngay làm Phật sự thì dạy cho lợi ích vui mừng khiến vào đạo vô thượng chính đẳng chánh giác đại vương, nên biến vị thiện chi thương đó là nhân duyên lớn giao hóa dìu dắt, làm cho đáng thấy vật phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đại vương. Ông thấy hai người con này chăng? Hai người con này đã từng cúng dường 65.000 muôn nước na do thang ngả xa các đức Phật gần gũi cung kính nơi chỗ các đức Phật thọ trì kinh pháp hoa. Tương thường những chúng sinh tà kiến làm cho chủ trong chánh kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai dẫn ít có do công đức trí huệ nên nhục kế trên đành sang xuân trói dở. Mắt Phật dài rộng mà sắt xanh biết tương lông trắng giữa trắng mày như ngọc kha nguyệt răng trắng bằng và khít thương có ánh sáng môi sắc đỏ đẹp như trái tầng bà. Lúc đó vua diệu trang nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn nước công đức như thế rồi ở chứng Như Lai một lòng chắp tay lại bánh vần rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy pháp của Như Lai đầy đủ
cho nên bân khá tư nghỉ công đức vi diệu dày dặn cho tu hành an ổn rất nay con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm anh của mình chẳng sanh những lòng ác kiêu mạn dần hơn tà kiến vua thưa lời đó rồi lạy Phật mà ra phần báo đại chúng nghĩ các ông nghĩ sao vua diệu trang nghiêm đâu phải người nào lạ nay chính là Hoa Đức Bồ Tát Bà Tịnh Đức Phu Nhân nay chính là Quang Chiêu Trang Nghiêm Tướng Bồ Tát Hiền Đương ở trước Phật hai người con vì thương xót vua diệu trang nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cúng vua nay chính là Dược Vương Bồ Tát cùng Dược Thượng Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ứng các đức phần trong các cội công đức thành tựu bất khả tư nghị những công đức lành nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lạy lục Phật nói phẩm diệu trang nghiêm vương bổn sự này có tam muôn bốn nghìn người xa trần lụy rời cấu nhiễm ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh nam mô phần bốn sư Thích Ca Mâu Ni nam mô phần bốn sư Thích Ca Mâu Ni nam mô phần bốn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô phần bốn sư Thích Ca Mâu Ni phụng nguyện Tam Bảo chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tứ Thiên Vương chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiên Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiếu dục trí túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với tưởng tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời đức Phật dạy tin sâu nhân quả phát tâm bồ đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bánh căn tiên giám gia quyên an khang lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trường. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tử vệ những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn. Chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước các hương linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà sớm phát tâm giác tình lìa cõi u minh khởi niệm từ bi xa rời ác đạo tin sâu Tam Bảo sinh về cõi Phật an vui. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dứt trừ nan dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua váng sớm được sinh về cảnh giới an lành.
nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương ác độc, quỷ vương đa ác, quỷ vương huyết lệ sầu, quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việc ác hỗ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề hỗ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyên tái Phật pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chung kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hướng tam độ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thế nhầm vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật nơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thượng. Từ quy y pháp mới nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi tất cả